Rồi chúng ta chuyển sang một dạng cực kỳ quan trọng đối với phần nguyên hàm và tích phân, đó là tích phân từng phần hay nguyên hàm từng phần. Thì ở trong đề thi đại học hầu như các năm nó chỉ rơi vào hai dạng chính, một là đổi biến dạng một, hai là tích phân từng phần. Nên ở trong cái phần này đây là một mảng rất lớn, bởi trong một con nguyên hàm từng phần nó thể lồng rất nhiều thứ ở trong đấy. Nó thể lồng các bạn đổi biến dạng một, đổi biến dạng hai, hữu tỉ, lượng giác, vân vân, mọi thứ đều ở lồng vào thằng từng phần này. Nên từng phần này là một thằng cực kỳ quan trọng. Vậy thì khi nào chúng ta dùng từng phần, khi nào dùng đặt đồng dạng 1, khi nào dùng dạng 2? Đơn giản thôi, các em nhớ nhé, theo đúng trình tự này. Nếu không đặt ẩn phụ dạng 1 được, chúng ta đặt sang đặt đồng dạng 2. Mà đặt ẩn phụ dạng 2 nốt không được thì các bạn phải nhớ thằng từng phần cho thầy. Đi chưa nhỉ? Dấu hiệu của nó như sau. Có một dấu hiệu dùng từng phần. Dấu hiệu đó là gì? Đó là có hai hàm fx nhân gx với nhau nhân dx. Trong đó fx và gx của các em là hai trong bốn hàm sau đây, bốn hàm. Thứ nhất là logarit, thứ hai là lượng giác, thứ ba là đa thức, thứ bốn là mũ. Rồi, nhìn nó như này thôi, thực ra rất đơn giản. Các bạn cứ hiểu như này nhá. Ví dụ này, thầy cho các bạn một con ví dụ như sau. Ví dụ, người ta bắt các bạn tính nguyên hàm của e mũ x nhân sin x chẳng hạn như đây, nhân dx. À, bình thường ấy, nguyên hàm của nó các bạn thấy thầy cho các em toàn lượng giác hết, toàn sin, toàn cos, toàn tan của tôi ra. Thì nó lòi ra một thằng e mũ x. Nếu mà nguyên hàm của e mũ x nó chỉ có e mũ x thôi, nhưng ở đây lại có thằng sin x nó chen vào giữa. Vậy thì ở trong bài này các bạn nhớ cho thầy, à chỗ này nó bị cọc cạch nhau rồi, một thằng lượng giác, một thằng là hàm mũ, lượng giác và thằng này hàm mũ, thằng này hai trong bốn hàm này nó cọc cạch nhau, chắc chắn là các bạn phải dùng gì, từng phần cho thầy nhớ nhá, dùng từng phần. Vậy thì đơn giản đúc kết lại là cứ gì đây, suy ra cứ cọc cạch nhau, thầy nói dân dã thôi, cọc cạch nhau thì dùng từng phần, từng phần nhá. À, từng phần là cái gì đấy, từng phần là cái gì, là cọc cạch nhau hai thằng này. Nhưng làm thế nào để xử lý những bài từng phần như thế này thì các bạn nhìn cho thầy cái công thức sau đây, thu cho thầy công thức nhá. Công thức thì đây, giả sử đây là tính nguyên hàm của y bằng nguyên hàm của u nhân dv. À, nghe cái u và dv hơi khó hiểu một tẹo, thì các bạn nhớ cho thầy này, ở đây có hai hàm fx và gx nhân dx nhân với nhau, thì ở đây thầy giả sử một thằng fx đầu tiên đóng vai trò là u, còn thằng gx nhân dx thì nó đóng vai trò là thằng dv. Được chưa? Mỗi thằng đóng một vai trò, mỗi thằng đóng một vai trò. Ví dụ như bài này là e mũ x là u chẳng hạn như thế, còn sin x nhân dx là dv, ví dụ như thế. Thì bây giờ bài này các bạn sẽ có công thức như sau, nhớ thuộc lầu thầy công thức này, u nhân v trừ đi nguyên hàm của v nhân với du, thuộc cho thầy công thức này nhá. U nhân v trừ v nhân du, thì đây là công thức của nguyên hàm từng phần. Thì mẹo để nhớ công thức này như nào thì tí nữa thầy nói cho các em. Hiện tại các bạn cứ ghi cho thầy cái công thức này vào vở đã, nhớ nhá. Được chưa? Hai trong bốn hàm logarit, lượng giác, đa thức hoặc là hàm số mũ. Được chưa nhỉ? Rồi. Thì tuy nhiên bạn bảo là ô bây giờ em sẽ biết thằng nào là u. Cho con này em biết thằng nào u, thằng nào dv bây giờ. À, để biết được u và dv thì các bạn làm động tác sau đây nhé. Cách mẹo để tìm ra, mẹo nhanh này. Mẹo để tìm u và dv. Và dv. Nào, mẹo nhanh để tìm u và dv. Các em thuộc cho thầy một câu thôi, một câu thôi. Nhất lốc nhì đa tam lượng tứ mũ. Nhất lốc nhì đa tam lượng tứ mũ tức là như thế nào? Thì đây nó chính là thứ tự ưu tiên các em đặt u và đặt dv cho thầy. Thứ tự ưu tiên đặt u và dv đây nhá, thứ tự ưu tiên là đặt trước. Đấy, thằng này là trước, thằng này là sau. Tức là gì? Trong hai hàm lượng giác, logarit, đa thức và mũ, ví dụ hàm này e mũ x và sin x chẳng hạn như thế, nhất lốc
nhì đa, tam là mới là lượng, lượng là lượng giác, mũ đấy là hàm mũ, thì mở ngoặc cho các bạn ở ngoài. Ở đây ví dụ logarit người ta có thể là logarit cơ số a của b, hoặc là người ta dùng len thôi cũng được nhé, vân vân. Đa thức là gì? Có x, gọi đa thức này, một đa thức này, x bình, vân vân, căn x. Đấy, có x là đa thức, còn lượng là lượng giác, đóng vai trò như sin, cos, vân vân, tan, cotan. Còn hàm mũ là gì? A mũ x hoặc là e mũ x. Được chưa? Nhất log nhì đa tam lượng từ mũ. Vậy thì ở chỗ này các em nhìn này, nếu các bạn có hai hàm, các bạn xác định ngay cho thầy, thầy là mũ, thầy là lượng giác, đọc cho thầy ngay câu thơ. Nhất log nhì đa tam mới là lượng, tam mới là lượng, nên suy ra lượng đứng trước mũ chưa? Tứ mới là mũ, nên chắc chắn là u của các em gặp trước là đặt nó là gì? Là sin x. Còn mũ là thằng còn lại nhá, sau tức là thằng còn lại, thằng còn lại, được chưa nhỉ? Còn lại. Rồi, nhớ nhá, đem mẹo tìm u và dv, được chưa nhỉ? Thì sau khi các bạn tìm u và dv xong thì thao tác như sau. Thao tác ở đây các bạn thao tác như sau này. Chúng ta sẽ đặt, đặt ở đây u của các em đấy là chấm chấm là thằng nào đấy, còn dv của các em là thằng còn lại. D có chữ d ở đây chắc chắn là có nhân với dx nữa rồi, có chữ d mà. Thì từ đây các bạn nhớ cho thầy, một thằng là tính nguyên hàm, một thằng là tính đạo hàm. U ở đây các bạn nhìn trên công thức nó có thằng du không? Có du là các bạn phải tính du cho thầy. Du đơn giản là các bạn tính gì thôi, đạo hàm đấy nhá, nếu đạo hàm để chơi nhỉ, hay vi phân, vi phân, hay thầy nói dân dã cứ đạo hàm mà nhân thêm thằng dx vào, được chưa? Rồi, hay là đạo hàm cho các bạn dễ hiểu, một thằng đạo hàm đấy nhân thêm dx. Còn đây là v của chúng ta, v của các bạn là bằng gì đây? Là nguyên hàm, đấy, tính nguyên hàm của dv nhá, v là nguyên hàm dv. Thì các bạn tính nốt cho thầy thằng này ra bằng bao nhiêu thôi, thì đây là tính gì đây? Nguyên hàm, nguyên hàm nhá, một thằng là vi phân và một thằng là nguyên hàm, được chưa nhỉ? Một thằng là đạo hàm, một thằng nguyên hàm, thế là xong, được chưa? Thì đây là cái cách để các bạn ra được u và dv. Đấy, thì bây giờ theo công thức nhé, tích phân từng phần này, u nhân dv bằng u nhân v trừ v nhân du. Các em nhớ cho thầy chữ v sau đây, u nhân v trừ v nhân du, được chưa nhỉ? Nhớ chữ v thôi là các em sẽ nhớ được công thức rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào cái ví dụ đầu tiên để các em hiểu hơn về cái thằng nguyên hàm từng phần nó như thế nào. Rồi các bạn cùng nhìn cho thầy ví dụ đầu tiên, nguyên hàm của x nhân sin 2x nhân với dx. Ở trong bài này các bạn đặt ở phụ dạng 1 ra gì không? Không ra gì, đặt sin bằng t à? Sin bằng t thì rút x ra t của gì? Hoặc x bằng t thì chẳng lẽ chỗ này lại là t nhân sin 2t nhân dt, đúng không? Vẫn thế. Nhưng bài này chắc chắn là các bạn không đặt ở dạng 1 được. Dạng 2 cũng không có dấu hiệu gì cả. Chắc chắn nó ra từng phần. Từng phần thì các bạn nhìn cho anh như sau. Đóng vai trò là hàm đa thức, đúng không? Đa thức. Còn thằng sin 2x đóng vai trò là gì các em? Lượng giác. Lượng giác. Nào chúng ta đọc lại cái câu lúc nãy thầy đã nói cho các em. Nhất gì? Nhất log nhì đa tam mới là lượng tứ mũ. Nhất log nhì đa, thằng này đặt là u rồi, thằng ở sau đặt là dv, đúng không? Đa, nhất log nhì đa tam mới là lượng. Đấy, đa thức gặp trước. Đặt nào, các em nhìn nhá, không ghi gì cả, nhìn thôi, cho thật hiểu thôi. U bằng x gì, còn dv đóng vai trò u và dv. Dv là cụm còn lại là sin 2x nhân dx. Đấy, các bạn cứ nhớ cho thầy thôi, là cụm còn lại. Rồi, từ đây suy ra một phần. Thứ nhất là các bạn một thằng là tính du, một thằng tính v, đúng không? Trong công thức thì các bạn có u và dv mà, thì đây có du và v. Du là vi phân thằng x, đạo hàm của x là 1 nhân với dx nữa thôi, đúng không? Vi phân. Còn v là tính nguyên hàm của sin 2x nhân dx. À, nguyên hàm của sin 2x là gì các em? Là trừ cos 2x trên 2, đúng không? Trừ cos 2x trên 2. Nhưng đặc biệt ở chỗ này các bạn đừng có ghi thêm thằng c vào nhé. Không ghi thêm c, để cho nhỉ? Để nguyên như này thôi. Được nhé, thằng v như thế. Đấy, nguyên hàm của này không ghi cộng thêm c. Theo đúng công thức từng phần thì các bạn có như sau. Công thức này, nhớ chữ v cho thầy. U nhân v trừ v nhân du. Đấy, chéo như thế này. Vậy thì theo đúng công thức tích phân từng phần, nguyên hàm từng phần là u nhân v trừ nguyên hàm của v nhân với du. U nhân v trừ v nhân du, được chưa? Thì các bạn nhân vào này, u nhân v ở đây sẽ là gì đây? X gì
nhân với trừ cos 2x trên 2 chia số 2, được chưa? Rồi, u nhân v đã xong. Trừ đi nguyên hàm của v nhân du, tức là thằng này nhân với ở trên, tức là trừ cos 2x trên 2 nhân với thằng gì? Dx. Xong chưa? Rồi, đây các bạn lắp vào thôi là gì đây? Trừ đi x gì nhân cos của 2x này chia số 2 này. Trừ đi. Trừ trừ là cộng 1/2. Nguyên hàm của cos là gì các em? Là sin của 2x chia 2. Thì đến đây các bạn cộng thêm c vào đây nhá. Nguyên hàm của c. Vậy đến đoạn này các bạn thấy là có 2 nhân 2 là số 4 rồi. Các em tự nhân vào giúp thầy nhá. Vậy thì thông qua cái ví dụ đầu tiên các em đã hiểu về nguyên hàm từng phần là như nào chưa? Thực chất nguyên hàm từng phần nó là một con khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ khi nào cần đặt là u, khi nào cần đặt là dv, thuộc cho thầy câu thôi. Nhất lốc nhì đa tam lượng tứ mũ, đa gặp trước đặt nó là u, gặp sau đó dv, một thằng là vi phân và một thằng là nguyên hàm, được chưa nhỉ? Thuộc công thức là kem vệ ra. Rồi, để rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang ví dụ số 2. Rồi, chúng ta chuyển sang ví dụ số 2. Nguyên hàm của x nhân ln x nhân dx. Bình thường thì thầy dạy cho các em là đối với hàm ln x, kiểu gì nó cũng lòi ra cho các bạn cái cụm là 1 trên x nhân dx. Nhưng ở trong này nó không có cái cụm 1 trên x nhân dx, đúng không? Nó lại là x nhân ln x. Vậy thì chúng ta cũng xác định đây là cái dạng từng phần rồi, nó có quẹt nhau, đúng không? Vậy đây chúng ta xác định nhé. Thằng này đóng vai trò đa thức này. Đa thức, đúng không? Thằng này đóng vai trò gì? Log ln mà, là log cơ số e. Vậy thì ở đây theo đúng cái câu nhất log nhì đa, ta mới là lượng nhất log, nên thằng này là số 1 rồi. Nhì đa, thằng này là số 2, nên chắc chắn là thằng ln gặp trước, đúng không? Nên cái đặt ln là gì? Là u, đúng không? Gặp trước đặt là u. Đó, nó đặt u của em nó bằng ln x. Còn dv của các em nó là thằng x nhân với dx nhá, x nhân dx. Từ đây suy ra du của các em ln x đạo hàm là 1 trên x, đúng không? Nhân với dx. Còn v nguyên hàm của x là gì? Nào, chúng ta gọi nguyên hàm. Bạn nhầm ngay thì không cần ghi cái này ra đâu nhá. Nhầm luôn được, nguyên hàm của x chính là x bình chia 2. Thế là xong. Lớp mình đã nhìn ra chưa? Rồi. Đấy nhá, một thằng đạo hàm, một thằng là nguyên hàm. Thì cái nói đạo hàm cho nhanh, đỡ phải vi phần, nghe nó cao siêu quá. Từ đây suy ra y các bạn là gì? U nhân v là ln x nhân với x bình chia 2 trừ đi nguyên hàm của v nhân du, đúng cái hình chéo này nhá. U nhân v trừ v nhân du. Vậy thì ở đây chỗ này sẽ thành x bình trên 2 nhân với 1 trên x nhân dx, được chưa nhỉ? Vậy thì bằng ln của x nhân x bình trên 2. Ở đây các bạn thấy chúng ta có x bình và x, chúng ta rút gọn nó cho nhau. Thầy vứt cái 1/2 ra ngoài, 1/2 ra ngoài. Và nguyên hàm của x chắc chắn là x bình như nào rồi các em? Chia cho số 2, đúng không? Cộng với c. Và đến đây các bạn tự nhân 2 với 2 là số 4 vào. Được chưa nhỉ? Vậy thì thông qua hai cái ví dụ thầy vừa cho các em đã hiểu thế nào là tích phân từng phần chưa? Rồi. Nhá, tích phân từng phần thì các bạn cứ thuộc công thức u của dv cho thầy thôi. Một thằng nguyên, một thằng là đạo. U nhân v trừ v nhân du. Thì đây là những cái phần cơ bản đối với phần từng phần. Đấy, công thức cơ bản. Đấy, cái lõi của nó là lõi của nó đây là dùng công thức từng phần. Nhưng tuy nhiên thì trong từng phần nó có cái những cái dạng câu hỏi mà nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn một tẹo. Thì kỹ thuật đấy nó như thế nào thì các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây cùng thầy. Rồi, những kỹ thuật cần chú ý như sau trước khi các bạn làm một con tích phân. Kỹ thuật tiền xử lý. Tiền xử lý là như thế nào? Tức là các bạn phải xử lý cái con tích phân trước khi các bạn sử dụng công thức từng phần luôn. Những cái con hai ví dụ vừa rồi thầy cho các bạn là sử dụng từng phần luôn để các em hiểu công thức. Thì có những con về sau nó sẽ khó hơn rất nhiều. Ví dụ như nào là khó? Tức là như này, hàm e mũ x gì thì gọi là e mũ đạt đi tên thầy nhá. Thế là thầy nói rồi đúng không? Nghe thầy nói rồi, e mũ đạt này, len của đạt này, chưa nhỉ? Len của hàm đạt này, cốt hàm đạt này, sin được chưa, hàm đạt, vân vân. Rất nhiều, tang cô tang. Tức là các bạn nhìn ở đây cái góc không phải góc, xin lỗi, mũ. Ở đây cái ông đạt của các bạn ấy, ông đạt ấy của các em ấy như này. Nếu ông đạt của các em, ông đạt không phải là bậc 1, khác bậc 1, thì các bạn phải xử lý ngay cho thầy. Xử lý nào, xử lý là các em sẽ đặt ông đạt bằng t, đặt ông đạt
bằng T ngay lập tức. À, lý do tại sao bằng T thì đơn giản bởi vì ông đạt này đang bậc khác bậc 1, đưa về bậc T để các bạn đưa về E mũ T, len của T, cos T, sin T, tức là T là hàm bậc mấy? Hàm bậc 1, bởi chúng ta chỉ có công thức đối với hàm bậc 1 thôi. Còn đối với hàm bậc nó dị quá. Được chưa nhỉ? Ví dụ căn kiếc rồi x bình x mũ 3 nó không phải là góc trong bảng nguyên hàm cơ bản của các bạn. Nên các bạn phải đưa về bậc 1 cho thầy. Đấy là cái bước tiền xử lý trước đã. Cái chú ý số 2 của các em là đối với cái hàm nếu U là đa thức bậc N, bậc N hoặc là logarit len bậc N, là len mũ N chẳng hạn thế. Len mũ N thì ghi chữ N màu vàng cho các bạn nổi bật. Rồi, len mũ N thì nhiệm vụ của các em là phải từng phần N lần. Từng phần N lần. Đấy, nếu như các bạn có mũ 2 thì từng phần 2 lần, mũ 3 từng phần 3 lần, mũ 4 từng phần 4 lần, được chưa nhỉ? Nói chung mũ N phải từng phần N lần, được chưa nhỉ? Và chú ý cuối cùng cho các bạn, số 3, nếu nguyên hàm dạng lượng giác nhân với hàm mũ, đấy, hàm mũ nhân dx, ví dụ như sin x nhân e mũ chẳng hạn thế, thì các bạn phải làm động tác là từng phần 2 lần. Phần 2 lần. 2 lần để truy hồi nhá, để truy hồi về đề bài. Để truy hồi về đề bài. À, truy hồi về đề bài là như thế nào? Thì cái này tí nữa vào ví dụ các em sẽ hiểu hơn nhá. Thì đây thầy sẽ đốt lại cho các bạn toàn bộ cái mà kỹ thuật các bạn cần chú ý. Về sau các bạn đến bước ôn tập các bạn đọc lại một lần nữa là các em nhớ được ngay truy hồi về đề bài là như thế nào, từng phần N lần là như thế nào, tiền xử lý là như thế nào. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ số 3. Ta đã kết thúc xong cái phần nguyên hàm từng phần thì buổi ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em cách để các em có thể tính được tích phân từng phần nhá. Nào, tích phân từng phần thực ra là nó vẫn áp dụng như nguyên hàm từng phần, nhưng chúng ta chỉ thay một động tác là thay cận mà thôi. Nào, các bạn cùng nhìn giúp thầy. Ở đây là chúng ta là sửa có y bằng nguyên hàm của u nhân dv, đúng không các em nhỉ? U nhân dv thì chúng ta sẽ bằng gì đây? U nhân v, đúng không? Trừ đi nguyên hàm của v nhân du, đây là nguyên hàm từng phần. Thì tích phân từng phần nó chỉ khác đúng một đặc điểm là nó thay cận mà thôi. Giả sử ở đây cận từ a cho đến b chẳng hạn thế, thì chúng ta sẽ thay cận từ a cho đến b như thế này, và tích phân ở sau nó là từ a cho đến b. Thì đến đây thì các bạn chỉ việc tính toán tích phân của con này và thay cận của u nhân v, công việc cực kỳ đơn giản nhá. Rồi thầy sẽ ví dụ cho các em luôn thông qua cái đề minh họa năm 2017 vừa rồi. Thì con này các bạn thấy là tích phân từ 1 đến e của x nhân len x nhân dx, con này hoàn toàn bấm vào máy tính, đúng không? Bấm thẳng vào kết quả luôn. Được chưa nhỉ? Rồi thì chúng ta biết là bấm máy tính ra con này rồi, nhưng lỡ đâu bây giờ chuẩn bị ra đề minh họa lần thứ hai thì cái con tích phân kiểu này người ta sẽ ẩn đi cận hay là có cái tham số vào thì các bạn hoàn toàn không bấm được. Cái hình dung cái đề nó như thế nào thì tí nữa thầy và trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đề đấy. Hiện tại chúng ta cứ đi giải cái đề này theo phương pháp chân phương đã nhé. Rồi, vậy thì ở đây các bạn thấy x nhân len x là cọc cạch nhau rồi, là chắc chắn là chúng ta phải dùng gì? Dùng từng phần, đúng không? Chúng ta dùng từng phần, vậy thầy giải cho các em luôn này. Giải là chúng ta đặt luôn các em nhé. Đặt u của dv, u bằng gì đây các em nhỉ? U nó chính là thằng len rồi, len x. Còn dv của các em là thằng gì rồi các em? X nhân dx là thằng còn lại rồi. Nhất lấp nhì mới là đa, đúng không các em? Rồi từ đây suy ra ngay cho thầy, du của các em len x mà đạo hàm là 1 trên x, vi phân của nó sẽ là 1 chia cho x, rồi các bạn nhân thêm thằng dx nữa thôi. Còn v nguyên hàm của x thì chắc chắn là x bình trên 2 rồi, x bình trên số 2, được chưa? Vậy chúng ta vứt vào con tích phân luôn, suy ra y của các bạn bằng gì? U nhân v ghi luôn len x nhân với x bình trừ 2 trừ tích phân. Đó, thay cận nha, thì ghi bút vàng cho các bạn nhìn cho dễ. Cận của các bạn là từ 1 đến chữ e, cho tích phân từ 1 đến e nhá. Của gì đây? V nhân du tức là x bình trên 2 nhân với 1 trên x nhân dx. Vậy các em sẽ thấy cho thầy là ở đây thầy thấy 2 với cái x đã rút gọn cho nhau, được chưa nhỉ? Vậy chúng ta chỉ còn nguyên hàm của x thôi. Mà nguyên hàm của x thì các bạn dễ dàng ra được ngay. Thì thầy cứ
biến đổi hết ạ. Xong thế thay cận sau nhé. X bình chia 2 này, chúng ta thay cận từ 1 đến E này, trừ đi. Ở đây các bạn có là nguyên hàm của 1 phần 2 nhân với cả x vứt ra ngoài là x bình chia số 2. Ok chưa? Rồi, vậy đây các bạn đã vứt ra ngoài thì các bạn phải nhớ thay cho thầy cận vào 1 đến E vào. Rồi chúng ta thay cận vào luôn các em nhé. Ở đây thầy thay vào nào. Đầu tiên là len E. Len E là số 1 rồi, 1 đúng không? Nhân với x bình phương tức là E bình phương là E bình trên 2. Trừ đi, trừ đi, thay 1 vào tức là thầy trừ đi 0, bởi vì len 1 bằng 0, nhân cả cụm này bằng 0 rồi. Trừ đi 1 phần 4 tiếp. Vậy các em nhìn đoạn này cho thầy. À thầy thấy E vào, chỗ này sẽ thành E bình phương. Thay 1 vào là trừ đi số 1. Được chưa nhỉ? Vậy các bạn sẽ trừ 2 vế cho nhau đi nhá. Vậy các bạn được ngay. Đó là E bình phương trên 2 trừ 1 phần 4 E bình phương. Thì nó chính là gì các em? Nó chính là E bình trên 4. Trên 4 đúng không? Trên 4. Nhưng ở đây các bạn thấy có âm 1 cũng là 1 phần 4. Vậy các bạn cộng 1 nữa đúng không? Cộng 1. Vậy chúng ta phải chọn đáp án gì game nhỉ? Đáp án C đúng không nhỉ? Đáp án C. Thế là cách để các bạn có thể giải theo hướng gì nhỉ? Chân phương. Giải không cần dùng máy tính. Thì các bạn nhớ với thầy, đừng có bây giờ mà các bạn nhìn thấy con tích phân này các bạn ngồi bấm máy tính luôn. Đừng nên thế. Máy tính là công cụ. Nếu như bài nào bấm vào máy tính thì các bạn có thể bấm vào máy tính. Nhưng tuy nhiên chúng ta đang trong giai đoạn luyện và ôn và đang học nữa, nên các em đừng có sử dụng máy tính luôn đoạn này. Thế lúc vòng thi lỡ đâu đề bài biến đổi đi thì chúng ta vẫn còn có cái các bạn dựa vào. Máy tính không dùng được nữa, phải dựa vào đúng phương pháp chân phương. Được chưa nhỉ? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2. Khẳng định nào sau đây đúng về kết quả của tích phân từ 1 đến E của x mũ 3 nhân len x nhân dx bằng 3 E mũ A cộng 1 tức là chia cho B. Tức là chúng ta có đáp án A là A nhân B bằng 64, A nhân B bằng 46, A trừ B bằng 12 và A trừ B bằng 4. Tức là các bạn phải đi tính toán thằng A và thằng B ra, sau các bạn thử nhân vào hoặc là trừ đi xem kết quả bằng bao nhiêu, đúng không? Thì bài này các bạn bảo là ồ bài này em phải tính tay rồi. Ừ đúng rồi, bài này các bạn bắt buộc phải tính tay nhá. Tính máy thì không? Được, thực ra tính máy được. Thì cái phần tính máy của những cái con này như thế nào thì thầy sẽ trình bày cho các em ở trong phần khóa cao siêu sau. Được chưa nhỉ? Trong cái mục cuối cùng là sử dụng máy tính để giải quyết những bài toán này. Nhưng thầy nói trước là máy tính Casio có thể con này bạn nào mà giải nhuần nhuyễn ấy, giải tay có khi nhanh hơn rất nhiều so với việc các bạn bấm máy. Bấm máy con này các bạn phải thử đúng đáp án một thì nó khá là lâu, được chưa nhỉ? Khá lâu. Nên máy tính thì vẫn giải được cho các em, nhưng tối ưu thì các bạn mấy cái bài kiểu này thường trắc nghiệm nó không quá anh đố cái con từng phần. Nó dài quá người ta không cho đâu. Nên các bạn cứ yên tâm là chúng ta tính tay kiểu gì thì kiểu vẫn nhanh hơn là các bạn ngồi thử đáp án sau máy tính. Được chưa? Còn vật cứu cánh máy tính thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhá. Rồi chúng ta sẽ đi vào con này. Các bạn thấy con này là x mũ 3 và len x cọc cạch rồi. Chắc chắn con này dùng từng phần, đúng không? Từng phần. Chúng ta đặt luôn các em nhá. Đặt nào. U bằng gì đây? U chắc chắn là thằng len x rồi. Còn DV của các em là thằng gì? X mũ 3 nhân dx. Từ đây suy ra của các em DU là bằng gì? DU là 1 trên x đúng không các em? Nhân với dx. Còn V, nguyên hàm của x mũ 3 lúc này là gì các em nhỉ? Là x trừ mũ 4 trên 4. Ổn chưa? Rồi chúng ta thay vào công thức luôn. Từ đây suy ra theo công thức tích phân từng phần thì U nhân V là len x nhân với x mũ 4 chia số 4. Được chưa các em? Thầy thay cận luôn. Cận của các bạn là từ 1 cho đến E đúng không? Trừ đi tích phân từ 1 đến E của gì nhỉ? V nhân DU tức là x mũ 4 của các em nhân với 1 trên x nhân dx. Rồi. Thì thầy rút gọn luôn đoạn này thì x mũ 4 rút gọn cho x thì thầy chỗ này còn mũ 3. Được chưa nhỉ? Ok. Vậy chúng ta sẽ giải quyết luôn. Thay E vào và thay sau đi nhá. Thay một loạt luôn. Nhân với x mũ 4 trên số 4. Rồi. Trừ đi. Thầy vứt thằng x mũ 3 ra ngoài tức là x mũ 4 trên 4 nữa đúng không? Trên 4 nữa thì chỗ này thành trên 16. Đúng không nhỉ? X mũ 3 trên vứt ra ngoài là x mũ 4 trên 4. Có 4 ở dưới mẫu này nữa là chia 16, 44, 16 rồi. Đến đây các bạn chỉ phải thay cận giúp thầy là từ 1 cho đến E. Nào, đầu tiên chúng ta thay E vào trước, len E là số 1 rồi. 1 nhân với cả E mũ 4 trên 4 đúng không? Rồi, trừ đi thầy thấy E vào đây là E mũ 4 chia cho 16.
Thế thế cả con này trừ đi thay 1 vào. Len 1 thì bằng 0 rồi. Còn thay 1 vào đây nữa thôi là âm 1 phần 16. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy chúng ta sẽ ra kết quả bao nhiêu đây? Chỗ này chúng ta để mẫu số chung là 16 đi. 16 vậy chỗ này cần nhân thêm 4 nữa đúng không? 4 trừ 1 còn 3. E mũ 4 trừ đi trừ 1 là cộng 1 chia 16. Được chưa các em? Vậy thì từ đây các bạn thấy ngay là thằng A của em là thằng mũ của E, tức là A bằng 4 thôi. B thằng ở dưới là 16. 4 và 16 rồi giờ nhân với nhau. À 4 16 nhân với nhau thì nó ra 64. Được chưa nhỉ? Ok. Vậy thì chúng ta chọn đáp án gì? Đáp án A. Nhá. Đừng có nhầm sang A trừ B bằng 12 nhé. Đây này, nó lừa các bạn này. Bạn nào không đọc kỹ B trừ A mới bằng 12. Còn A trừ B phải là âm 12. Đúng không? Nên chỉ có A nhân B bằng 64 thôi. Nhá. A B 64. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang con ví dụ số 3. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3. Kết quả của tích phân Y bằng từ 0 đến 1. Tích phân từ 0 đến 1 của 2x cộng 3 nhân E mũ x nhân dx được viết dưới dạng là Y bằng A nhân E cộng B. Tìm khẳng định đúng. Đáp án A là A trừ B bằng 2. Đáp án B là A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng 28. A nhân B bằng 3 và A cộng 2B bằng 1. Vậy thì bài này các bạn thấy là tôi bắt buộc phải giải ra thằng A và thằng B. Tôi kiểm tra xem đáp án nào đó là đúng, đúng không? Thì cho con này thì đấy, mời bạn nào mà khá ca chôm tí thử làm xem có nhanh hơn về việc tính tay hay không. Thì khẳng định với các em là việc giải bằng Casio cái những cái con kiểu như này nó lâu hơn rất nhiều so với việc các bạn tính tay. Được chưa nhỉ? Nên trong một bài toán nhé, thì nhắc đi nhắc lại cho các em là các em phải nắm thật rõ thầy cái phương thức giải tay trước đã. Nếu như các bạn biết được giải tay, à con này giải tay, nhìn nó đơn giản quá, giải tay nhanh được con này luôn. Còn so với việc giải máy, các bạn biết cái giải máy rồi bảo là ồ, con này giải máy có nhanh hơn việc giải tay hay không? Nếu không nhanh giải tay, các bạn nên giải tay. Tức là chúng ta phải trang bị đầy đủ phương pháp ra giải tay và cài bấm máy cho thầy. Được chưa nhỉ? Rồi, còn bấm máy như nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng giải con này. Giải. Nào, bây giờ thầy muốn các em dừng video lại. Thư giải trước thầy xem con này đáp án là đáp án gì nhé. Sau đó chúng ta cùng sau. Được chưa nhỉ? Rồi, thầy sẽ bắt đầu đi giải cho các em. Dừng video chưa đây? Dừng đi nhé. Rồi, bắt đầu như sau này. Y bằng tích phân đúng không, từ 0 đến 1 của 2x cộng 3 nhân e mũ x. Nào chúng ta đặt luôn nào. U của các em nhất lóc nhì đa tam lượng tứ mới là mũ, nên chắc chắn là thằng e mũ x của các em là thằng dv rồi. E mũ x nhân dx. Từ đây các bạn dễ thẳng suy được ngay du của các em là gì nào, 2 đúng không, được chưa nhỉ, nhân với dx. Còn v, nguyên hàm của e mũ x vẫn là e mũ x. Đây các bạn thay vào thôi. Y bằng U nhân V, tức là 2x cộng 3 của các em. Thầy nhân thêm với thằng gì các em nhỉ? E mũ x gì? Được chưa? Rồi chúng ta sẽ thay cận từ 0 cho đến số 1 trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của V nhân với DU, tức là 2 nhân E mũ x nhân DX. Được chưa nhỉ? Rồi thầy tính nốt con tích phân này ra, thầy thay cận luôn một thể nhá. Và bằng bao nhiêu đây? 2x cộng 3 này nhân với E mũ x trừ đi 2. Nguyên hàm của E mũ x là gì các em? Là E mũ x đúng không? Nó vẫn là E mũ x. Rồi, thì đây thì các bạn thấy là thầy thay cận luôn một thầy là từ 0 cho đến số 1. Rồi nó bằng thay cận này. Bằng thêm 1 vào chỗ này thành 2 cộng 3 là 5 đúng không? 5 nhân E mũ 1 là E thôi. Trừ đi 2E. Được chưa nhỉ? Rồi trừ đi thay 0 vào. Chỗ này còn 3 nhân E mũ 0 là 1. Còn 3 trừ đi 2. Và kết quả của các em sẽ ra là 3E trừ đi 1. Vậy thì ở đây các bạn nhìn A là thằng đứng trước E cộng B thôi đúng không? Vậy suy ra A của các bạn là số 3, B của các em là âm 1, được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây các bạn thấy ngay chúng ta chọn đáp án D đúng không? A cộng với 2B bằng 1, đáp án D nhé. Đấy, các bạn thấy ngay. Rồi, vậy thì các bạn thấy ngay công việc giải tay của các bạn không quá phức tạp, không quá dài. Thậm chí các bạn bảo là ồ em nhầm ra được ngay cái bước UDV đặt là gì rồi. Em suy thẳng là DU và V luôn. Em dùng công thức từng phần luôn. Được nhé. Đấy, từ công thức này các bạn ra thẳng luôn. Được chưa nhỉ? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 4. Nào chúng ta cùng nhìn ví dụ số 3. Nguyên hàm của x bình nhân E mũ 2 nhân DX bằng
À, người ta cho sao kết quả của các bạn là b nhân x bình phương trừ 2x cộng 1 chia cho a tất cả nhân với e mũ 2x. Người ta bắt các bạn tính căn bậc 3 của a trừ b bình phương. Và bài này chúng ta xử lý như thế nào? Bài này các bạn cùng nhìn nhá. Một hàm chứa e mũ x nó chỉ có e thôi. Đây là đa thức đúng không? Vừa chứa đa thức vừa chứa mũ. Đây, thằng này đa rồi. Thằng này là gì rồi? Mũ. Nào, nhất lốc nhì đa, thằng này là số 2, tam lượng tứ mới là thằng này là số 4. Nên suy ra ở đây các bạn đặt u là đa đúng không? Số 2 là x bình phương rồi. Nào chúng ta đặt luôn nhé. U là x bình phương. Còn dv của kem là gì nhỉ? E mũ 2x nhân dx, đừng quên chữ dx kem nhé. Từ đây suy ra du của kem là gì? X bình là 2x gì đúng không? Nhân với dx. Còn nguyên hàm của e mũ x thằng v, nguyên hàm của e mũ 2x nó vẫn là e mũ 2x. Nhưng nguyên hàm thì phải chia cho số 2 cho thầy. Nhớ nhá, nguyên hàm có 2x chia hệ số là chia số 2. Đến đây thì các em thấy là gì? À, từ đây suy ra thằng y kem bằng u nhân v là x bình nhân với e mũ 2x trên 2 trừ đi nguyên hàm của v nhân du tức là e mũ 2x trên 2 nhân với 2x nhân thêm dx. Được chưa nhỉ? Và điều ở đây các bạn thấy có một điều là thằng này tính nguyên hàm như thế nào? À, rõ ràng là thấy lại là hàm mũ, lại là hàm đa thức, nên các bạn lại phải dùng nguyên bác gì? Từng phần một lần nữa, đúng không? Tại sao từng phần lần nữa? Các em nhìn này, nếu u làm đa thức, ở đây thầy vừa cho các bạn ghi bên này là gì các em nhỉ? Nếu như u làm đa thức bậc n thì chắc chắn các bạn từng phần n lần. Thì đây các bạn nhìn u của các em là đang là x bình phương, đang là bậc 2, nên các bạn phải từng phần mấy lần? Hai lần. Một lần rồi, chúng ta từng phần một lần nữa. Đúng không? Thì thầy sẽ gọi thằng này thằng y1 nhé. Thằng y1. Thầy sẽ xét riêng y1 ra, thầy xử lý. Nào, xét y1. Xét y1. Vâng. Nào, nguyên hàm của e mũ 2x nhân x nhân với dx nhá, không có số 2 nữa đâu. Vậy thì ở đây đặt tiếp này. Ở đây các bạn không đặt u và dv nhá, đặt ẩn khác đi cho thầy. Được chưa? U và dv trùng vào đây mất rồi. Thì thầy sẽ lấy là u phẩy để chọc vào dv phẩy đi. Rồi, bằng gì? U phẩy của các em vẫn là thằng x thôi. Còn dv phẩy của các em là e mũ 2x nhân dx. Đấy, thằng này vẫn là đa. Cho nên thằng này vẫn là số 1. Là số 2 chứ. Thằng này là số 4 đúng không? Nhì đa tam lượng tứ mới là mũ. Nên từ đây suy ra du phẩy của chúng ta bằng gì? Du phẩy của các bạn là dx thôi, đúng không? Còn v phẩy là nguyên hàm của e mũ 2x, nó vẫn là số mấy? Vẫn là e mũ 2x chia chia số 2. Được chưa? Rồi các em nhân vào thôi. Suy ra y1 của các em bằng u phẩy nhân v phẩy x nhân e mũ 2x trên 2. Nhớ các em nhé, nhân chéo lại nhé, chéo lên. Rồi, trừ đi nguyên hàm e mũ 2x chia 2 nhân với dx. Được chưa nhỉ? Nhá. Rồi chúng ta xử lý tiếp này. Bằng x nhân e mũ 2x chia 2 trừ đi 1 phần 2. Nguyên hàm của e mũ 2x vẫn là e mũ 2x nhưng mà chia cho số 2 cộng với c. Rồi đến đây thì các bạn sẽ làm động tác là gì nhỉ? À, chúng ta nhóm nhân từ chung ra ngoài. À, nhân bằng 1 phần 2 đi. À, nhớ thì nhân 1 phần 2 luôn nhé. 1 phần 2 nhân e mũ 2x ra ngoài đi. E mũ 2x ra ngoài. Trong ngoặc thầy còn mỗi x trừ đi 1 phần 4 thôi. Cộng với c. Rồi, đây là thằng y1 của các bạn. Tiếp theo y. Chúng ta đang cần tính thằng y. Tính thằng y. Y nằm ở đây. Y bằng cả cái cụm này. Nó trừ đi y1. Từ đây suy ra thằng y của các em. Nó bằng x bình nhân e mũ 2x chia cho số 2 trừ đi thằng y1. Y1 của các em là 1 phần 2 nhân với x trừ 1 phần 4. Là e mũ 2x chứ. Đây e mũ 2x đúng không? Rồi chỗ này các bạn nhân tung ra cho thầy nhé. À, thầy nhóm thì nhân ra ngoài. Chỗ này 2 nhân 2 là 4 rồi. Thầy nhóm 1 phần 4 ra ngoài đi. E mũ 2x chia số 4 đi. Nếu chia số 4 chỗ này sẽ thành 2x bình phương. Đúng không? 2x bình phương. Chỗ này là trừ đi x đúng không? Và cộng với trừ đi 2x chứ. Trừ 2x. Và đây là cộng với số 1 đúng không? Rồi chưa nhỉ? Đây 2 2 4 này, nhóm 1 phần 4 ra ngoài. Rồi, vậy các bạn cùng nhìn nhá. Ở đề bài người ta cho các bạn là gì đây? Các bạn cùng nhìn. B nhân x bình phương trừ 2x cộng 1 chia cho a đúng không?
nhân với em mũ 2x ở ngoài. Nên ở đây thằng A của các bạn đóng vai trò là thằng số 4 rồi. Đây thằng A. Thằng B của các em đứng trước x bình phương, đóng vai trò là thằng số 2. Người ta bắt các bạn tính cái gì? Người ta bắt các bạn tính căn bậc 3 của A trừ đi B bình phương. Mà ở đây A là số 4 rồi, 4 trừ đi B bình phương là số 4. Nên căn bậc 3 của 4, 4 là bằng bao nhiêu? Bằng 0, đúng không? Nên suy ra chúng ta phải chọn đáp án gì? Đáp án A, được chưa nhỉ? Đáp án A nhá. Rồi, vậy thầy vừa kết thúc cho các bạn còn ví dụ số 3. Nên các em nhớ cho thầy, nếu mà bậc N thì các bạn từng vần bao nhiêu lần? N lần, nhớ nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang còn ví dụ số 4. Rồi, chúng ta chuyển sang ví dụ số 4. Nguyên hàm của cos căn x nhân dx. À, các em thấy là tôi bình thường nguyên hàm của cos, các bạn biết ngay nguyên hàm của cos là sin x rồi. Nhưng ở đây là nguyên hàm của căn bậc 2 của x. Căn bậc 2 của x ở đây là góc gì? Góc lạ, đúng không? Góc lạ. Góc lạ quá. Thì thầy nói rồi, khi mà góc của nó, đây là ông đạt chưa? Bậc của nó không phải bậc 1. Căn x không phải bậc 1, nó bậc 1/2. Thì các bạn lập tức đặt ông đạt bằng mấy? Bằng t, đều bậc 1. Nào, chúng ta đi đặt bằng t trước nhá. Đây gọi là bước tiền xử lý. Các em rõ chưa? Nào, đặt căn bậc 2 của x. Cứ nhìn cái góc lạ lạ, đặt bằng t trước đã. Suy ra x của các em nó bằng t bình phương. Thầy vi phân cho các bạn nào. Rồi suy ra dx của các em nó bằng 2t nhân với dt. Ổn chưa? Vậy thì từ đây các bạn lắp vào nào. Suy ra thằng y của các em bằng gì? À, nguyên hàm của cos t, đúng không? Cos t nhân với dx là 2t nhân với dt. Trong này các bạn thấy cái điều gì? Thằng này đóng vai trò là lượng này. Thằng này đóng vai trò là gì? Mũ. Nhất lốc, nhì đa, thằng này đóng vai trò là số 2 rồi. Tam mới là lượng số 3. Nên suy ra u các em phải là thằng 2t, được chưa? Hoặc thằng t nữa, tùy các em nhé. Hệ số quan trọng là đặt u và dv. U của các em là 2t. Còn dv các em là thằng còn lại là cos của t nhân với dt. Từ đây suy ra du của các em là gì? Là số 2 nhân dt. Nhớ nhá, dt nhá, phải dx đâu nhá. D hàm t, được chưa? Còn v các em nguyên hàm của cos, nguyên hàm cos chắc chắn là sin t rồi. Rồi đến đây các bạn lắp vào thôi. Từ đây suy ra y các em bằng gì? U nhân v là 2t nhân với sin t trừ đi nguyên hàm 2 sin t nhân dt. Được chưa nhỉ? V nhân du. Vậy các bạn có ngay là 2t nhân sin t trừ đi 2. Nguyên hàm của sin là trừ cos, trừ trừ là dấu cộng, cos của t cộng với c. Thì đây các bạn thay lại t theo x cho thầy, nhớ nhá. Vậy đến đây các bạn thay hết cái t là bằng gì các em? Căn x, được chưa? T bằng căn x. Vậy thì chúng ta vừa kết thúc xong bài toán. Đây là một con tích phân mà các bạn bắt buộc chúng ta phải làm động tác là tiền xử lý. Xử lý góc trước, các bạn mới làm được. Được chưa nhỉ? Nhớ nhá, không có cái góc nào như thế này cả. Trong cái phần nguyên hàm tích phân, góc của nó thường là bậc 1. Nếu chưa phải bậc 1, các bạn lập tức đặt góc bằng con t. Rồi, chúng ta cùng chuyển tiếp sang ví dụ số 5. Rồi, chúng ta tiếp tục con ví dụ số 5. Nguyên hàm của e mũ 2x nhân sin 3x. Các em thấy này, thằng này từng phần là cái chắc rồi. Vừa lượng giác lại vừa hàm mũ, nên nó bị cọc cạch nhau. Cứ cọc cạch là các bạn dùng từng phần. Nào, chúng ta xử lý. Nhất lốc, nhì đa, tam mới là lượng. Nên cho này là 3, tứ là mũ, thằng này là số 4. Nên nếu mà đặt u, cho nên các bạn đặt u là thằng sin 3x, đúng không? Nào, chúng ta cùng xử lý nhé. Đặt u bằng sin của 3x. Còn dv của các em là thằng còn lại thôi. Thằng còn lại của các em là e mũ 2x nhân với dx, được chưa nhỉ? E mũ 2x nhân với dx. Dễ dàng các bạn nhìn ra được ngay, du của các em, đạo hàm của sin là cos. Với chỗ này là cos 3x, đúng không? Nhưng các bạn thấy ở đây là góc 3x thì các bạn phải nhân thêm u phẩy vào nữa. 3x đạo hàm là con số 3 nhân 3 ở ngoài nhá. Đừng có nhân 3 vào đây nó thành 9x nhá. Rất nhiều bạn nhân kiểu đấy rồi. Chưa, thấy tiện tay qua nhân luôn. Có nhiều bạn còn 3 cos của 3x chia cho 3 để rút gọn thằng 3 này luôn. Rất linh tinh. Nào, đến đây thằng V, nguyên hàm của e mũ 2x nó vẫn là e mũ 2x nhưng nguyên hàm thì các bạn phải chia cho số 2, chia hệ số đứng trước x. Rồi đến đây thì các bạn đã xong cái phần là gì rồi, từng phần. Vậy đến đây các bạn lắp công thức vào. U nhân V tức là sin của 3x
nhân gì? E mũ 2x chia 2 trừ nguyên hàm của gì đây? V nhân du, tức là E mũ 2x chia 2 nhân với cos của 3x nhân 3 nhân dx. Rồi, các bạn nhân xong thì các bạn thấy điều gì đặc biệt? À, nó lại vẫn ra thằng E mũ 2 nhân cos x, tức là vẫn ra hàm mũ nhân hàm lượng giác. Vậy thì ở phần chú ý thứ ba, cái phần phần vàng, lưu lại thầy ghi cho các bạn những cái điều cần chú ý. Những cái phương pháp đấy thì trong đó có cái phương pháp là hàm mũ nhân với hàm lượng giác. Khi hàm mũ nhân hàm lượng giác, các bạn nhớ thầy, chúng ta phải từng phần hai lần. Hai lần nhá. Từng một hai lần để truy hồi, đúng không? Truy hồi. Truy hồi như thế nào? Các em nhìn cách truy hồi này. Và đây, thầy gọi thằng này là thằng Y1 nhá. Thằng này là thằng Y1. Chúng ta xử lý thằng Y1 như sau. Set Y1. Nguyên hàm. Thầy nhân vào là 3 phần 2. Nhân E mũ 2x nhân với cos của 3x nhân với dx. Được chưa? Chúng ta còn xử lý con Y1 như sau này. Các bạn thấy chỗ này lại là từng phần rồi đúng không? Thầy đặt luôn nhá. Đặt tiếp nhá. U phẩy của kem là cos rồi đúng không? Cos của 3x nhân dx rồi. Còn dv phẩy của kem là gì? Là thằng còn lại thôi. Là 3 phần 2 nhân E mũ 2x. Được chưa? Nhân dx. Cho nên không có dx. Nhờ. Từ đây suy ra ở đây các bạn có du phẩy bằng gì? Cốt đạo hàm là trừ sin rồi. Trừ sin 3x nhân với số 3. Được chưa? Có góc 3x nhân với 3. Còn nguyên hàm mới chia ra thôi. V. Nguyên hàm của E vẫn là E mũ 2x nhưng chia số 2. Được chưa nhỉ? Rồi thì bây giờ các bạn nhân vào nhé. Theo công thức suy ra cái thằng Y1 của các em. Thấy cái Y1 bút đỏ cho nổi bật. Bằng u phẩy nhân V. Rồi, nhân chéo lên là 3 phần 4 nhân với E mũ 2x trừ đi nguyên hàm của V phẩy nhân du phẩy. Đoạn này các bạn nên nghe đi, đừng có ghi nhá, đừng có ghi, nghe hiểu đã xong các bạn về ghi lại cho thầy thì sẽ tốt hơn. Là chỗ này là E mũ 2x nhân với 3 nhân với trừ đi sin của 3x. Được chưa nhỉ? Chỗ dx nhân với dx. Rồi, đến đây chúng ta phân tích ra thôi. Chỗ này là bao nhiêu đây? 3 phần 4 nhân cos của 3x nhân E mũ 2x đúng không? Chỗ này thầy nhân vào là bao nhiêu đây? Trừ đi trừ là dấu cộng rồi. Cộng với 9 phần 4. Cộng với 9 phần 4. Rồi vứt ra ngoài. Thầy còn là E mũ 2x nhân sin của 3x nhân dx. À, đoạn này các bạn nhân vào rồi các bạn bảo ố, lại cọc cạch một lần nữa. Nó vẫn là hàm mũ nhân hàm lượng giác. Chẳng lẽ em lại phải ngồi đặt lần nữa. Không em ạ. Em nhìn lại cho thầy, thằng này nó chính là thằng gì? Thằng đề bài, thằng Y ban đầu. Vậy thì truy hồi là như nào? Các bạn đã hiểu chưa? Tức là các bạn từng phần hai lần, sau khi từng phần đúng hai lần nó lại ra đúng cái thằng đề bài ban đầu. Thì các bạn truy hồi như sau. Vậy các bạn có này, từ đây suy ra nhá. Thằng Y của em nó bằng gì? Y của em là thằng cái cụm bên kia là sin của 3x nhân E mũ 2x trên 2. Được chưa nhé? Trừ đi Y1, trừ đi Y1. Thì Y1 của các em là cả cái cụm này. Thì ghi lại cái thằng Y1 ra là gì đây? Là 3 phần 4 nhân cos của 3x nhân E mũ 2x và cộng với 9 phần 4. Nhưng thầy không ghi cái cụm này ra nữa. Thầy ghi là Y thôi nhá. Bởi nó là chữ Y. Rồi, vậy thì các em đã hiểu chưa? Truy hồi là các bạn quy về Y. Vậy muốn tính Y rất đơn giản. Các bạn cầm cái này các bạn chuyển sang về bên trái, các em chia cả hai vế là xong. Được chưa nhỉ? Rồi, thầy làm nốt bước cuối nhá. Rồi, vậy thì từ đây suy ra thằng Y. Chỗ này thầy chuyển sang trừ 9 phần 4, chuyển sang là cộng 9 phần 4, tức là Y cộng với 9 phần 4 Y nhỏ, đúng không? Bằng bao nhiêu đây? Các em ghi lại cụm này là sin của 3 sin của 3x nhân cho nên chấm, thầy ghi như thế các bạn tự hiểu rồi nhá. Tức là cái cụm này. Được chưa nhỉ? Cả cụm này thầy chuyển 9 phần 4 sang kia thôi. Vậy thì ở đây tương đương ở đây 9 phần 4 cộng với số 1 chắc chắn là 13 phần 4 rồi. 13 phần 4 Y. Được chưa nhỉ? Bằng cả cụm to to ở trong nhá. Đấy, ghi to to. Được chưa? Rồi, vậy tương đương ở đây thằng Y khi em ra ngay đúng không? Là bằng to to nhân với số 4 chia cho 13. Vậy đây chia thằng Y. Thằng to to thằng gì thì đóng ngoặc lại cho các bạn nhé. Đây thằng to to của em đây.
Được chưa? Đấy thằng to to. Nhá, thằng này là to to. Rồi. Đấy, công việc các bạn truy hồi là quy về thằng y ban đầu, chuyển vế là xong. Vậy thì nhớ nhá, đối với hàm gì nhỉ? Lượng giác nhân mũ truy hồi làm hai lần, bậc n từng phần n lần. Mà có góc đặc biệt các bạn đặt góc đấy bằng gì trước? Bằng t trước. Đó chính là những cái buổi những cái chú ý mà chúng ta cần lưu ý trong phần làm từng phần. Được chưa nhỉ? Vậy thì buổi ngày hôm nay thầy kết thúc cho các bạn phần nguyên hàm về từng phần nhá. Buổi hôm sau thì thầy sẽ cho các bạn biết thế nào là tích phân từng phần, nó khác gì nguyên hàm từng phần. Đồng thời thầy sẽ cho các bạn tiếp cận hàng loạt các đề thi đại học những năm trước đây, xem cái mức độ đấy như thế nào. Được chưa nhỉ? Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em.